Xin chào các cô nàng xinh đẹp của Sakura. Trở lại chương trình review ngày hôm nay, Thanh Mai sẽ bật mí một bí mật mà cho rằng đây là tin vui cho tất cả các tín đồ làm đẹp và cực kỳ yêu thích làn da trắng như Ngọc Trinh. Bây giờ thì hãy cùng chờ xem nhé. Thực sự mà nói, nhu cầu làm trắng da là một trong những nhu cầu khá cao của các chị em phụ nữ, đặc biệt là khu vực châu Á mà điển hình là ở Việt Nam. Chỉ mới nổi lên gần đây sau các phương pháp làm trắng lâu đời như sử dụng sữa tắm trắng hay tắm trắng, tiêm thuốc kích trắng hay đắp mặt nạ thiên nhiên. Nhưng viên uống thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng đã được các hội chị em săn lùng vì tính hiệu quả lâu dài của nó. Cũng là bởi vì nó cứ nổi rần rần như thế này nên thành ra là thị trường viên uống trắng da hiện nay có thể hình dung là muôn hình vạn trạng, với chất lượng từ thương vang cho đến hà cám, từ hàng trong nước đến ngoại nhập, Tây y đến Đông y gia truyền. Các nàng nhà mình chắc hẳn là phải rất là khó khăn khi mà không biết làm như thế nào để chúng ta lựa chọn được những sản phẩm vừa uy tín lại vừa an toàn hiệu quả, đúng không nào? Tin vui đây, dược mỹ phẩm Sakura vừa cho ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam. Thực phẩm chức năng bổ sung dạng viên uống Luminous làm trắng da, có nguồn gốc từ tự nhiên và được chiết xuất từ quả cà chua trắng. Vô cùng độc đáo và hoàn toàn là không qua biến đổi gen, không sử dụng các chất bảo quản. Bất ngờ chưa nào? Và các cô nàng hãy cùng với Thanh Mai chúng ta tìm hiểu xem là em ấy có gì đặc biệt so với các loại viên uống trắng da khác nhé. Luminous là dạng viên uống làm đẹp da, tổng thể, trắng da, chống lão hóa, chống nắng, chứa chiết xuất từ giống cà chua trắng đặc biệt. Giống cà chua này không phải nơi nào cũng có thể trồng được đâu. Cộng thêm sử dụng ứng dụng công nghệ độc quyền cùng với các thành phần cơ bản như là vitamin C ester, vitamin E, L-cysteine, coenzyme Q10 giúp tăng khả năng kích thích sản xuất collagen hiệu quả, thu hẹp gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da, bảo vệ da ở các lớp sâu hơn khỏi tổn thương do ánh nắng mặt trời và tia UV, đặc biệt là UVA gây ra, cải thiện sự đàn hồi của da, giảm nguy cơ tăng sắc tố da và ung thư da. Ngoài ra thì các nguồn hoạt chất đặc biệt Airfry Tomato Powder chứa carotenoid không màu là yếu tố chính làm nên sự hoàn hảo của Luminous. Carotenoid có khả năng hấp thu tia UV giúp bảo vệ da của chúng ta khỏi sự tác động của ánh nắng mặt trời, đồng thời làm giảm đi sự xuất hiện của các đốm sắc tố. Carotenoid không màu còn ức chế quá trình tổng hợp melanin, hoạt động như một chất chống oxy hóa tối ưu, duy trì và kéo dài tuổi thọ cho các DNA của tế bào, từ đó là cải thiện tông màu da hiệu quả, mang đến kết quả là làn da trắng sáng vượt bậc. Các nàng có biết không, mỗi viên Luminous được chiết xuất từ 3 đến 4 quả cà chua tươi mộng và cung cấp hàm lượng carotenoid không màu cao nhất. À đây xem nhé. Và một điểm cộng nữa cho em ấy đó chính là ngoại trừ những người mà mình có tiền sử dị ứng với cà chua hoặc là bác sĩ chống chỉ định sử dụng cà chua, thì Thanh Mai còn biết đến là Luminous còn được dùng cho người ăn kiêng, ăn chay và hoàn toàn an toàn với phụ nữ mang thai hay là các bà mẹ bỉm sữa đang cho con bú. Quá tuyệt vời phải không nào? Về cách sử dụng thì các nàng có thể được biết đến thông qua một hướng dẫn sử dụng được dán trên bao bì nè. Và việc uống Luminous cũng giống như là việc chúng ta ăn bất kỳ một quả cà chua tươi nào vậy đó. Các nàng có thể sử dụng vào buổi sáng hoặc chiều, hoặc là uống trước hay sau khi ăn đều được. Và các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng chúng ta nên sử dụng đều đặn vào một thời gian nhất định trong ngày. Ví dụ như là nếu uống viên đầu tiên vào buổi sáng thì nên cố gắng duy trì thời gian tương tự cho những ngày tiếp theo nha. Với hàng tá những công dụng làm đẹp này, trắng da này, chống nắng này, thì ngại gì mà không thử ngay một hộp Luminous để cảm nhận sự khác biệt trên làn da của mình hàng ngày các này nha. Và chúc các này nhà mình mau chóng sở hữu một làn da trắng, khỏe, đẹp như ý muốn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.